Xin chào cả nhà. Cả nhà có nghe thấy Tina nói không ạ? Hình như là Tina đang để ở một cái chế độ nào đó mà không biết. Xin chào cả nhà. Cả nhà có nghe thấy Tina nói không ạ? It's a bit difficult. Ok, xin chào Duy Đông. Xin chào Duy Đông. Xin chào Phạm Văn Nghĩa. Hello, anh có khỏe không? Rất là lâu không gặp. Hello Duy Đông. Bên Nhật thế nào hả em? Bây giờ bên đó đang là 11 giờ ha. Cảm ơn em nhé, đã không ngủ sớm mà dành thời gian với chị ha. Mọi người có nghe thấy không ạ? Phạm Văn Nghĩa có nghe thấy không ạ? Hello. Xin chào Đồng Công Minh, xin chào Đồng Công Minh. Hello Trần, xin chào Trần Duy Du, Đô. Xin chào VT Yến Nhi. Xin chào Ngô Đức Hạnh. Xin chào cả nhà. Xin chào Ngô Đức Hải. Xin chào Đồng Công Minh ạ. Hello Trần Duy Ngân. Xin chào. Cảm ơn mọi người đã tham gia live stream cùng với Tina nhé. Hello Đào Sĩ Hoàng, xin chào Đào Sĩ Hoàng. Xin chào. Sorry. Xin chào cả nhà, xin chào Đào Sĩ Hoàng. Hello Lan Trần. Mọi người có nghe thấy Tina nói không ạ? Nếu như mọi người mà không nghe thấy Tina nói thì Tina sẽ nói to hơn một chút ấy để tất cả mọi người cùng nghe thấy ạ. Chào em Vi Yến Nhi, chào em Vi Yến Nhi. Xin chào Nguyễn Việt Xuân ạ. Xin chào Nguyễn Việt Xuân, Lan Trần. Xin chào bạn yêu của tôi, nước hoa của bạn hôm nào về tôi sẽ mang về ha. Mua rồi nhưng mà chưa về được ấy. Xin chào Phạm Văn Nghĩa. Có, hôm nay em có chia sẻ. Xin chào anh, cảm ơn anh đã gọi em là người đẹp ạ. Em thấy mình rất là bình thường nhưng mà câu nói của anh là em rất là vui ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Tối hôm nay em sẽ ngủ rất là ngon anh Nguyễn Việt Xuân ạ. Cảm ơn anh ạ. Ô, cả nhà mình đâu nhỉ? Cả nhà mình ơi, nói chuyện gì đi ạ? Hello, cả nhà mình, hình như là mọi người, hình như là giờ này Tina đang làm phiền mọi người ấy ha. Ở Việt Nam bây giờ đang là 9 giờ. Xin chào chị Jennifer Vũ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ở đây hôm nay mình có chị Jennifer Vũ. Chị là một thành viên của cộng đồng người Việt tại Singapore. Và chị Tina có xem cái page của chị là admin ấy. Thì Tina thấy là chị có share rất là nhiều những cái thông tin bổ ích của luật pháp này, với lại những gì mà người Việt Nam chúng ta, cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Singapore ấy, muốn biết và tìm hiểu ấy. Thì chị Jennifer Vũ có chia sẻ rất là nhiều và Tina cũng học được rất là nhiều từ cái câu lạc bộ của chị. Hello chị.
Và cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Tina cũng có thấy trên page của chị là chị cũng có chia sẻ về sách của Tina. Và em rất là vui và cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Bây giờ thì Tina sẽ bắt đầu chia sẻ cái câu chuyện sâu ao sách của mình tại Singapore và cái lần một được ship đến ha. Thì đây thực sự là một điều rất là may mắn. Tina xin cảm ơn cộng đồng, cảm ơn tất cả các anh chị em và cả học viên của Tina nữa, những người đã mua sách, đã ủng hộ Tina trong cái thời gian này. Và cảm ơn cộng đồng rất là nhiều. Nhờ có tình yêu của cộng đồng nên là Tina có rất là nhiều những cái niềm vui và sự cố gắng hơn mỗi ngày. Thì số tiền mà bán sách thì Tina sẽ xin được gửi tặng toàn bộ cho quỹ từ thiện ở Việt Nam. Thì quỹ từ thiện đó thì hiện tại thì Tina có tìm một quỹ từ thiện là các bạn ấy cũng hoạt động khá là sôi nổi và các bạn ấy cũng làm rất là tốt trong những cái quá trình mà Tina có tìm hiểu và đọc và nghiên cứu về các bạn. Thì cái quỹ này được gọi là quỹ hy vọng. Thì trong tuần tới Tina sẽ chuyển tiền bán sách để gửi đến quỹ đó, với hy vọng là các bạn ấy sẽ giúp Tina ủng hộ những em bé và cộng đồng trong cái thời gian mà đang gặp khó khăn này. Hơn nữa thì khi mà hết cái đợt sách này ấy, khi mà Tina bán hết cái đợt sách của lần xuất bản 1, Tina sẽ tái bản lần 2. Và khi tái bản lần 2 thì Tina sẽ dành toàn bộ số tiền tái bản lần 2 tặng anh chị em cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại ở Singapore đang gặp khó khăn. Thì Tina sẽ gửi qua chị Jennifer Vũ toàn bộ số tiền mà Tina bán sách lần xuất tái bản thứ hai, để chị có thể giúp Tina chia sẻ với cộng đồng của mình đang gặp khó khăn tại Singapore lúc này. Và một lần nữa thì Tina thực sự rất là cảm ơn, rất là cảm ơn cộng đồng, sự ủng hộ của anh chị em và mọi người ở đây là một điều cực kỳ quan trọng đối với cộng đồng nói chung và Tina nói riêng. Xin chào Đồng Công Minh ạ. Xin chào Lê Thanh Hằng. Xin chào Lê Thanh Hằng. Xin chào cả nhà. Mọi người vẫn đang nghe Tina nói chứ ạ? Xin chào chị Lê, chị Hoàng Liên. Xin chào chị Hoàng Liên. Đó là một chút chia sẻ về bán sách của Tina hôm nay. Còn bây giờ thì Tina lại chuyển sang một chủ đề khác. Nói về sách thì nó có rất là nhiều chuyện để nói, nhưng mà livestream hôm nay chỉ có ngắn gọn, tức là để cảm ơn cộng đồng của mình đã yêu thương, đã dành tình cảm và đã ủng hộ Tina trong cái thời gian này và sách của Tina nữa. Còn bây giờ thì Tina sẽ đổi chủ đề sang một chủ đề, đó là mình sẽ chia sẻ đó là làm thế nào để... Xin chào chị Cherry Nguyễn ạ. Xin chào chị Cherry Nguyễn. Làm thế nào để chúng ta có thể hạnh phúc hơn mỗi ngày? Hạnh phúc hơn mỗi ngày của chúng ta đó là khi mình cho đi, mình biết chia sẻ tình yêu của mình đến với cộng đồng của mình. Hiện tại thì Tina cũng chia buồn với Việt Nam, là mình đang phải Việt Nam mình đang hiện tại đang gánh chịu hậu quả thứ đang gánh chịu cái đợt dịch Covid-19 thứ hai, mà thực ra mọi người không ai mong muốn. Cái này nó cũng làm ảnh hưởng rất là nhiều tới nền kinh tế và sức khỏe của quốc gia mình, của cộng đồng mình. Thì Tina cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả mọi người và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để mình có thể vượt qua cái giai đoạn này.
chỉ cần mọi người chung tay, mọi người cùng nhau cố gắng, ví dụ như là mỗi người tạo thêm một chút ý nghĩa cho cộng đồng, chia sẻ một chút, yêu thương một chút, quan tâm nhau một chút, và cùng nhau vượt qua cái sự khó khăn mà mình đang trải qua này, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi mà cái cơn bão của làn sóng Covid thứ hai đang diễn ra tại quốc gia của mình cũng giống như trên toàn thế giới. Xin chào Ngọc Nguyễn. Xanh Phạm, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Ok, có thể là bây giờ là buổi tối ấy, thì bây giờ đang là tối trong tuần nên Tina không muốn dài dòng nữa. Tina chỉ nói, tức là chỉ chia sẻ ngắn gọn đến đây thôi. Đó là cảm ơn cộng đồng của mình rất là nhiều. Cảm ơn cộng đồng của Tina đã dành tình yêu để đọc cái tác phẩm Lỡ Hẹn Paris của Tina. Đó là một cái tự truyện mà Tina tự viết kể về mối tình đầu của mình. Thì Tina được ủng hộ rất là nhiều và hy vọng là cái live stream tới Tina sẽ được đọc những cái review, tức là những cái feedback, những cái cảm nhận của độc giả dành cho tác phẩm của Tina. Thì với hy vọng duy nhất đó là xin độc giả hãy cho Tina cái feedback, đó là xin hãy cho Tina cái nhận xét với vai trò là một độc giả khó tính nhất, để Tina có thể có động lực cho tương lai hơn, tức là mình sẽ hiểu rằng mình đang ở vị trí nào và tác phẩm của mình vì sao nó lại như vậy. Nên Tina rất là muốn những cái lời nhận xét nó tiêu cực một chút cũng không sao, bởi vì đó là những lời nhận xét chân thực. Vì vậy cái này nó rất là quan trọng với Tina. Thì hy vọng là cái live stream tới Tina sẽ được nghe những chia sẻ, những dòng tin nhắn và những cái bài feedback của độc giả dành cho Tina, dành cho tác phẩm Lỡ Hẹn Spazi mà Tina kể lại. Cảm ơn chị Cherry Nguyễn rất là nhiều ạ. Xin chào kẹo ngọt. Sao ấy? Ok, nó đã trở lại bình thường. Ok, tại vì Tina cũng không có hay live stream nên là mỗi một lần mà live stream thì nó cũng hơi kiểu là bị kiểu si bằng ngơ ấy. Cả nhà ơi, nếu mà mình mà không nghe thì Tina nói ấy, rõ thì xin hãy nói, xin hãy nhắn tin vào trong cái bình luận bên dưới nhé, thì Tina sẽ trả lời cả nhà ha. Ok, một lần nữa thì Tina xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới đặc biệt nhất là Tina thấy mình rất là may mắn vì có hai công ty ship, đó là hai công ty ship từ Việt Nam gửi sách qua cho Tina. Cảm ơn các bạn rất là nhiệt tình. Nhờ có các bạn mà sách mới đến được Singapore, mới đến được tay của độc giả. Và những độc giả mà Tina còn đang nợ sách thì hiện tại Tina còn đang nợ khoảng 80 cuốn nữa. Thì Tina khẳng định với mọi người là trong tuần này mọi người sẽ nhận được sách. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị em, cảm ơn tất cả cộng đồng đã dành tình yêu, đã dành sự ủng hộ của mình cho Tina. Và hy vọng là trong cuốn sách của Tina viết thì ở đâu đó nó cũng có những cái hình ảnh của mọi người ở trong đó. Những cái số tiền mà bán sách, cái số tiền bán sách này Tina gọi là những số tiền mà Tina được nhận từ sự ủng hộ của anh chị em cộng đồng người Việt tại Singapore, thì Tina sẽ gửi toàn bộ số tiền này cho quỹ từ thiện tại Việt Nam để giúp đỡ các em bé
và cộng đồng của mình đang gặp khó khăn, nhất là giúp các em bé vùng cao để các con có thể là các bạn tình nguyện viên ở Việt Nam, những nhóm gọi là quỹ từ thiện đó thì họ sẽ mua sách vở hoặc là mua phấn, mua bút, hoặc có thể là giúp đỡ trường mua bảng phấn hay là dụng cụ học tập dành cho các con. Đó là ước muốn của Tiên Nam, bởi vì là khi mà chúng ta được đầu tư vào kiến thức thì chúng ta sẽ có cơ hội rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì kiến thức là tài sản vô giá của mỗi người. Và Tiên Nam hy vọng là cộng đồng của chúng ta sẽ cùng chung tay, cùng chia sẻ tình yêu và kiến thức của mình với xã hội, với cộng đồng, với những người mà mình yêu thương. Livestream của Tiên Nam đến đây là kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong livestream tới để nói về những phản hồi và những nhận xét của độc giả dành cho lỡ hẹn Paris tại Singapore. Ở Việt Nam thì các bạn muốn mua sách thì hãy vào Vinabook hoặc là Lazada, thì ở trên đó là sẽ có sách bán online trực tiếp. Còn ở Singapore thì mình có thể liên lạc trực tiếp với Tina. Tina sẽ nếu các bạn đến nhà của Tina lấy thì sẽ không tính phí ship. Còn nếu mà các bạn muốn Tina gửi ship ấy, thì Tina sẽ tính phí ship. Tức là một cuốn sách ở đây thì Tina sẽ bán là $10 Sing, còn phí ship là $4.3, nó là phí ship niêm yết của công ty. Sách ở Việt Nam thì Tina hiện tại đang bán sách mà giá mà in trên bìa ấy là 99.000 đồng, nhưng mà cho các công ty sách ấy thì Tina để tức là mọi người hiện tại thì đang được giảm giá là 20%, thì nó rơi vào khoảng 80.000 Việt Nam đồng. 80.000 Việt Nam đồng thì hỏi tại sao mà sách qua đây thì nó lại phí nó lại mắc như thế, nó lại gần như là gấp đôi với lại giá tiền mà mình mua ở Việt Nam. Thì Tina cũng chia sẻ một chút, đó là sách qua Singapore thì nó cái phí vận chuyển hiện tại ấy, là Tina không về Việt Nam được thì mình không thể nào mà tự mình mang qua được ấy, mình phải nhờ qua công ty ship, đó là công ty vận chuyển hàng không, thì phí nó sẽ hơi mắc một chút. Cho nên Tina cũng thực ra thì cũng không lấy lãi của mọi người đâu, cũng không lấy lãi đâu, nếu mà tính ra thì cũng không lấy lãi đâu. Cái này nói như là một sự nó, tức là nó cũng hòa hóa ấy. Nhưng mà điều đặc biệt là Tina rất là cảm ơn các anh chị, cảm ơn những người ủng hộ, những anh chị em đã ủng hộ Tina trong cái tác phẩm của mình. Và xin hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất để chúng ta cùng livestream, và Tina sẽ đọc lại những cái cảm nhận mà anh chị đã dành cho tác phẩm Lỡ hẹn Paris của Tina. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Bye bye. Have a great evening. Chúc buổi tối an lạc ạ. Oh my god, how to stop this? Oh my goodness. Is this a live stream? I have